Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em vừa đăng ký xong một chiếc xe Toyota Ray màu đen và cũng tiện làm video để cập nhật cho anh chị về giá bán của thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này. Thì Toyota Ray vẫn vậy, vẫn có một phiên bản và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia có giá niêm yết là 498 triệu cho màu đỏ thuần và màu đen thuần. Và các cái màu trắng ngọc trai thì sẽ cao hơn 8 triệu và màu sơn ốc đen sẽ cao hơn 12 triệu so với giá niêm yết. Thì em sẽ tính theo giá niêm yết của chiếc xe màu đen trước mắt anh chị đây để tính cho anh chị giá lăn bánh để anh chị nắm được. Thứ nhất là xe đăng ký ở thị trường Bắc Ninh sẽ xong xuôi sẽ rơi vào khoảng tính theo thuế là 55 triệu 500, thì sẽ có giá lăn bánh khoảng 559 triệu. Đó là phiên bản màu đen này. Còn các cái màu khác thì anh chị cộng thêm giá giúp em, giống như em cũng vừa thông báo anh chị ở bên trên rồi. Chiếc xe này thì bên em vừa đăng ký xong và cũng làm khá nội thất rồi, thì em sẽ cập nhật cho anh chị và cung cấp thêm một số thông tin. Thì ở phần đầu xe thì anh chị thấy là cụm đèn full LED cam 360 là được lắp thêm, khách hàng trang bị thêm. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang tặng cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu phim sàn, cam hành trình, rồi các cái phụ kiện khác anh chị muốn em tặng những cái phụ kiện gì thì có thể qua xem xe và thực tế xem là cần những cái chi tiết gì thì em sẽ hỗ trợ thêm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ có 6,61 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Tay nắm cửa thì đã có là trang bị tay nắm cửa thông minh rồi. Và đây là phần nội thất của xe. Xe được dán phim cách nhiệt, là anh chị thấy là cái kính xe khá đen. Phim cách nhiệt này, trải sàn da. Và cái cam hành trình này khách hàng lắp thêm là trang bị theo màn hình Android luôn anh chị ạ. Và tích hợp cả camera 360 ở đây. Xe thì có là màn hình zin sẽ là màn hình 9 inch và hiện tại khách hàng đã độ lên màn hình Android kích thước 10 inch. Màn hình đa thông tin thì có kích thước là 7 inch và có các chi tiết khá lai ho như là đèn tự động này, đấy, chuyển số sau vô lăng, cảnh báo đêm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang về sau khi lùi. Các cái chế độ lái này, điều hòa thì đã được trang bị là điều hòa tự động. Cực kỳ mát anh chị ạ, mùa hè nắng bức như này mà chỉ cần đề máy lên cái là xe đã ngay lập tức mát luôn. Phanh tay thì vẫn dùng phanh tay cơ, ghế thì là ghế da Fanny, nỉ chất lượng cao và thiết kế những cái vị trí hay va chạm với cả người, với cả da người, ví dụ như đầu này hay là hai bên sườn này thì sẽ được ốp da để mình dễ vệ sinh hơn. Còn ghế lòng ghế thì là nỉ, ngồi rất là thoáng. Xe thì được trang bị rất nhiều các cái hốc để đồ cốc này hay là các cái để giày ở dưới hàng gầm ghế. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe, hàng ghế thứ hai của xe Toyota Ray nói riêng và Toyota nói chung thì có hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi nên anh chị thoải mái ngồi 5 người chiếc xe này. Vâng, và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Ray. Thời điểm hiện tại anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.